trong cái đầu B4500 sẽ có một cái đuôi mic như này. Sẽ là 500W trên một kênh, đánh cho một cặp loa bát 50 à bát 30 hoặc bát 40 hoặc như đôi loa này chẳng hạn. Đôi loa này thì công suất là RMS là 350W anh em nhé. Công suất maximum là 700W. Đây là do bác chủ và có con súp bãi, nếu như mà YouTube lắp thì sẽ là lắp một con súp điện AT15 hoặc là AT12. AT12 bát 30, AT15 bát 40 xúc điện. Nhưng mà bác chủ bác có bác tận dụng thì bác chỉ nắp đôi loa và con âm đi thôi. Với không gian khoảng 3m2 với cái bộ cấu hình này, công suất là đáp ứng thoải mái cho anh em nhé. Và anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp Dô Tứ 0974682663 Zalo. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Dô Tứ Music Zalo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị những clip sau.